với những cải tiến mới nhất từ TV thông minh, ô tô bay, thực tế ảo tăng cường cho tới trí tuệ nhân tạo AI. Những người đam mê công nghệ trên khắp thế giới có rất nhiều điều để khám phá tại CES 2024. Chuyên gia công nghệ 56 tuổi, Pierre Torres, tới từ California cho biết. Tôi yêu ngày đầu tiên mở triển lãm. Bạn biết đấy, tràn đầy năng lượng và sự phấn khích. Tôi nghĩ mọi người đều đang tự hỏi kiểu như chúng ta sẽ khám phá điều gì, có gì mới và có gì thú vị. Và đặc biệt đối với tôi, đó là những gì mà các công ty toàn cầu mang lại. Bạn biết đấy, tôi đến từ thung lũng Silicon. Tôi thấy rất nhiều công nghệ thực sự thú vị, nhưng những công ty toàn cầu lớn đang mang đến điều gì trong cách họ đổi mới sáng tạo, đó mới là điều tôi đang tìm kiếm. Năm nay, hệ sinh thái AI sẽ là chủ đề nổi bật tại triển lãm thiết bị gia dụng và công nghệ thông tin lớn nhất thế giới này. Sau sự bùng nổ AI của năm 2023 nhờ công nghệ ChatGPT, năm nay sẽ chứng kiến nhiều kịch bản sử dụng AI thực tế hơn. Các công ty tại CES sẽ muốn giới thiệu các sản phẩm AI mới nhất của họ, dù một số vẫn đang trong giai đoạn khái niệm. Nhiều người có mặt tại triển lãm cho biết họ đến đây để xem các nhà phát triển đã đưa công nghệ này vào sản phẩm như thế nào. Amaury Leve, một người đam mê công nghệ đến từ Pháp, cho biết. Tôi đến để tận mắt trải nghiệm về AI. Tôi đã thấy rất nhiều sản phẩm thú vị được kết nối với AI, chẳng hạn như những chiếc máy ảnh nhỏ có thể nhận dạng bạn và ước tính tuổi, sức khỏe, mọi thứ, thậm chí cả thái độ của bạn. Lĩnh vực công nghệ di động cũng là điểm nhấn của CES năm nay. Năm nay có khoảng 300 công ty tham gia liên quan tới các giải pháp vận tải dựa trên công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đường bộ, đường biển và hàng không. Ngoài ra, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đạo đức công nghệ cũng là vấn đề giành được nhiều sự quan tâm tại CES 2024. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia CES. Phải nói rằng triển lãm này thật tuyệt vời, đặc biệt là màn hình OLED. Tôi là một fan cuồng nhiệt của màn hình, màu sắc và mọi thứ kiểu như vậy. Lần đầu tiên tham dự CES, tôi cảm thấy rất hào hứng với triển lãm này và tôi hy vọng nó sẽ mang lại cho tôi trải nghiệm tuyệt vời tại đây. CES 2024 dự kiến ghi nhận số người tham dự tăng cao. Đơn vị tổ chức cho biết sẽ có hơn 4.000 nhà triển lãm và 130.000 người tham dự sự kiện này.